Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình có đọc comment của một số anh em nói là không tải được game Free Fire Max cho mình hướng dẫn nhé, và có xảy ra một số lỗi. Thì ngày hôm nay mình tiếp thu ý kiến của anh em, mình sẽ giúp anh em fix những cái lỗi đấy nhé. Cái màn hình nó hơi tối, mình chỉnh nó thời gian sáng lâu lên tí. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vào vấn đề chính này. Đầu tiên này, nếu mà các bạn click vào cái file, cái link tải Free Fire Max ở bất kỳ chỗ nào nhé, người ta hướng dẫn các bạn ấy, và nó hiện lên như thế này này các bạn. Đây, mình sẽ lấy cái hình ảnh làm ví dụ này. Nó hiện lên như thế này. Đây, mình không có Free Fire Max, chỉ có cái Mobile Legends vàng vàng thôi. Đây, các bạn này, nhìn thấy mục này không có sẵn ở quốc gia của các bạn. Thì các bạn chỉ cần lên CH Play cho mình nhé. Tại đây các bạn tải ứng dụng VPN về cho mình, Fake IP đấy. Mà hướng dẫn như thế nào thì chi tiết hướng dẫn như thế nào thì mình sẽ, mình đã có video và mình sẽ để ở dưới phần mô tả này cho các bạn nhé. Chỉ cần gọi là các bạn làm theo những gì mình hướng dẫn là được nhé. Còn cái thứ hai này là lỗi gọi là ứng dụng đã cài, các bạn đã cài ứng dụng nhưng mà nó không hiện lên trên này. Ví dụ mình cài cái trò con cua này, cài xong nhưng mà nó không hiện lên trên màn hình nhé. Nó báo lỗi là ứng dụng chưa được cài, thì các bạn chỉ cần làm như mình hướng dẫn này. Các bạn một đấy, ví dụ các bạn xóa bớt đi một vài game, bởi vì máy của các bạn đang thiếu bộ nhớ để bung cái file đó để cài vào máy nhé. Đấy, các bạn chỉ cần xóa bớt đi để làm sao cái bộ nhớ của mình nó trống nhiều lên thêm một tí là các bạn có thể chơi được. Ví dụ cái game này dung lượng bộ nhớ của nó cần là khoảng tầm 1 GB, nhưng mà để chạy được nó ấy thì nó phải cần một dung lượng bộ nhớ lớn hơn nữa một tí, vừa bộ nhớ nhé, vừa RAM nhé các bạn, chứ không phải là cứ RAM nhiều là chơi được nhá. Vậy là mình đã giới thiệu xong cho anh em hai cách gọi là thường xuyên gặp nhất khi mà các bạn là tải game Free Fire nhé. Đấy là những cái lỗi cơ bản thôi, chứ còn nếu mà các bạn mà có gặp cái lỗi nào nữa ấy, thì các bạn cứ comment lại phía dưới video này cho mình để mình tìm cách khắc phục và giúp cho các bạn nhé. Một tin vui nữa là ngày mùng 7 tháng 8 này, Free Fire Max sẽ chính thức phát hành tại Việt Nam, và lúc đó các bạn có thể thoải mái tải. Anh em nào muốn tải trước ấy thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả này, các bạn click vào và tải nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.